Good morning, church. Chào hội thánh. It is my privilege to be here this morning to share with you God's word. Thật là hân hạnh để đứng trên đây để chia sẻ lời Chúa. I always enjoy being up here at VBC and to be able to study God's word and learn with you as well. Tôi rất là vui để được học lời Chúa và chia sẻ lời Chúa với hội thánh. Of course, in the last 3 weeks, we've learned the principle and truths of the wonderful life God intended for us. Đương nhiên rồi, trong suốt 3 tuần qua thì chúng ta đã học bài học đời sống tuyệt vời. I hope that the lessons have given you a clearer picture of who you are and to whom you belong. Bài học sẽ cho chúng ta biết một cái hình ảnh rõ ràng chúng ta thuộc về ai. If you are joining us for the first time, then we want to say to you today that there is a God who loves you and values you, and he's paid a great price for you. Tôi muốn nói với các bạn rằng Chúa là Đức Chúa Trời yêu bạn và Ngài quý bạn. He values so much that he wants you to get to know him so that you can be in a relationship with him. Ngài yêu bạn đến nỗi Ngài muốn có một cái sự liên hệ và Ngài muốn bạn tìm hiểu về Ngài. See, Jesus is the reason why we celebrate Christmas. Chúng ta biết rằng cái lý do chúng ta có Giáng sinh là vì Chúa Giêsu. Next week we're going to exchange gifts, probably at your. You're going to do that at your house. Tuần sau chúng ta sẽ đổi quà, nhưng mà cái điều đó sẽ xảy ra ở tại nhà các bạn. If you're like me when I was younger, you actually hope to get anything would be fine, right? Khi tôi còn trẻ thì các bạn, tôi nghĩ là các bạn cũng giống như tôi, có thể bất cứ món quà nào cũng được hết. But now, you know, when you get a little older and you have more resources, you get a little pickier. Nhưng mà khi chúng ta đã làm việc và có tiền bạc rồi thì chúng ta trở nên khó khăn hơn trong vấn đề nhận quà. But the gift giving is fun because we're doing exchanging with our family members and those we love. Nhưng mà cái vấn đề mà đổi quà đó là không phải. It's fun because we're exchanging with our loved ones. Chúng ta đổi quà không phải là cho những người thân, nhưng mà chúng ta làm điều đó để chúng ta vui vẻ với nhau. And but the more important aspect of this is that next Sunday we get to celebrate the birth of our Savior Jesus. Điều đó là tuần sau chúng ta sẽ tưng bừng mừng ngày Chúa Giáng sinh. And this is a day. This is the reason why Christ came. Đó là lý do tại sao mà Chúa Giêsu đã đến trên thế gian này. He came so that we would recognize who we are in God. Ngài đến để chúng ta nhận biết mình là ai. Jesus came so to reconnect us with our Father in heaven. Ngài đến để làm cái gạch nối giữa mình và Cha thiên thượng. Jesus came so he could make perfect the things that we were not perfect at. Ngài đến để làm toàn vẹn những gì mà chúng ta không thể làm. And that's why it says that Jesus came for the entire world. Đó là lý do mà Chúa đến cho toàn thế giới. So regardless if you're here today or you're somewhere around the world, God sent his son for you. Không giới hạn hoặc là ở đây hay là ở nơi nào mà các bạn đang ở thì Chúa không bị giới hạn, nhưng Ngài đến với các bạn. And the story does not stop there. Cái câu chuyện của Giáng sinh không ngừng ở tại đó. Because it's just the beginning for you to know about Jesus, but it is the initiation so that you can have a relationship with God the Father. Cái điều mà cần thiết đó là mình không phải chỉ nhận biết Chúa thôi, nhưng mà mình tiến đến một cái bước tiến, đó là mình sống và biết nhận biết Đức Chúa Trời. God intends for your life to be wonderful. Đức Chúa Trời có ý định cho các bạn một đời sống tuyệt vời. God does not want you to live the best of Busukan's life or An Wang's life, but God wants you to live the best of your life. Đức Chúa Trời không muốn các bạn có một cái ý tưởng đó là mình sống giống như Mục sư Khánh hay là anh Hoàng, nhưng mà Đức Chúa Trời muốn các bạn có một cuộc sống tuyệt vời theo cái con người bản thể mà Chúa tạo nên các bạn. God wants you to experience the best of your life with all the intricacies and uniqueness of your life. Đức Chúa Trời muốn các bạn hưởng lấy một đời sống tuyệt vời theo như điều Ngài đã tạo nên các bạn. The first week of this series we learned that you are God's best. Cái tuần đầu tiên mà Chúa dạy chúng ta ở trong bài học lọc bài đời sống tuyệt vời, đó là chúng ta là sự tốt nhất của Ngài. The second lesson we learned is the keys to experiencing the wonderful life. Cái điều thứ nhì đó là chúng ta học được cái chìa khóa để kinh nghiệm một đời sống tuyệt vời. In that lesson we were reminded that God made us for a relationship with him. Cái bài học đó nhắc chúng ta nhớ chúng ta được dựng nên
để chúng ta có liên hệ với Đức Chúa Trời. See, you were not, we were not made as a part of an annual decoration. Chúng ta không được tạo nên giống như một cái đồ vật để trưng bày. So whenever God spoke to his creation, he would say, oh, this is a beautiful tree here, this is a beautiful man here. Ngài không nói đây là một cái cây đẹp đẽ. But God created us so that he can have a relationship with us. Nhưng mà Chúa tạo nên chúng ta để có một cái mối liên hệ với Ngài. When I was younger, I used to ask, why would God want to make us and have a relationship with us? Khi tôi còn trẻ thì tôi đặt câu hỏi cho chính mình, đó là tại sao Chúa tạo nên tôi và Ngài muốn cái liên hệ với Ngài. It didn't make sense to me that a great God would make us and still deal with us, especially because we are so much trouble sometimes. Điều tôi không hiểu đó là tại sao Chúa tạo nên tôi và Ngài lại muốn liên hệ với tôi trong lúc tôi có những cái nan đề trong đời sống. You know, I didn't quite understand this until one day I realized what love is. Tôi không hiểu điều này cho tới khi tôi hiểu được cái tình yêu của Đức Chúa Trời. See, God created us because of love. Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta vì cớ tình yêu. Now you may say I don't quite understand that. Các bạn có thể nói rằng tôi không hiểu cái điều mà tôi đang nghe. But those of you who are parents, you understand this. Nhưng những ai làm cha làm mẹ thì hiểu điều đó. When you have a child, when you find out that you are pregnant or that your wife is expecting, nếu các bạn là người làm cha làm mẹ thì có thể chính bạn hay là cha người cha nói rằng tôi đang mong đợi có một đứa trẻ. How was that news? Were you excited? Với cái tin tốt lành như vậy thì bạn có vui mừng không? I was very excited. Đối với tôi đó là điều rất là vui mừng. As a matter of fact, I loved my son and my daughter before I even saw them. Đối với tôi rất là yêu mến con trai và con gái của tôi. I had already decided that I would love them regardless of what would happen. Tôi đã quyết định rồi, chúng nó như thế nào, tôi quyết định yêu thương chúng nó. And once they were born, khi chúng nó được sanh ra, we lost sleep. Chúng tôi không ngủ. We lost time. Chúng tôi mất thời giờ. Sometimes we lost time with each other because we were so busy trying to take care of the kids. Đôi lúc chúng tôi không có thời giờ với nhau vì cớ chúng tôi phải chăm sóc cho các con. Our children do not bring income into the house. Các đứa trẻ mà chúng tôi sanh ra thì cũng không có mang lợi tức. They don't clean up for us. Chúng nó cũng không có làm sạch sẽ nhà cửa. And they don't even cook rice yet. Chúng nó cũng không có nấu ăn cho chúng tôi. But I love them. Nhưng mà tôi thì yêu thương chúng nó. God made us because of love. Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta vì cớ Ngài yêu chúng ta. When you understand that God loved us, God used the example of a mother and father to a child to give us that picture of why he made us. Chúng ta cần hiểu rằng Đức Chúa Trời đã dùng hình ảnh của cha mẹ để yêu thương chúng ta và bày tỏ tình yêu. If there's anything I can tell you for Christmas is that God loves you. Điều mà tôi có thể nói với các bạn rằng Giáng sinh để bày tỏ rằng Ngài yêu thương các bạn. And everything we do is in response to that love. Tất cả những gì chúng ta đã làm và sống để đáp ứng với tình yêu của Ngài. I want to tell you this, my son does not have to tell me he loves me. Con trai của tôi nghĩ rằng con trai của tôi nó không cần phải nói nó yêu tôi. He doesn't because he's so young. Vì nó còn quá trẻ. But you know how great that feels when a little boy tells you he loves you? Nhưng cái cảm xúc đó như thế nào khi chúng ta nghe được cái lời của đứa trẻ nói rằng Do you understand what I'm saying? Con yêu bà. Các bạn có hiểu điều đó không? The same way when God made us, he gave us the choice to love him. Cũng như vậy, khi Chúa tạo nên chúng ta, Chúa cũng ban cho chúng ta sự lựa chọn để yêu mến Ngài. But the best type of love is when that person comes back and says, I love you. Cái điều tốt nhất đó là đương sự là cái người được Chúa yêu trở lại và nói với Chúa rằng con yêu Ngài. God wants to be in a relationship with you so that you know that he whispers to you, I love you every moment of your life. God wants to be in a relationship with you because he wants to tell you every day that he loves you. Ngài muốn cái liên hệ, Đức Chúa Trời muốn liên hệ, cái sự liên hệ của Ngài đối với chúng ta vì Ngài muốn nói với chúng ta rằng Ngài yêu chúng ta, Ngài yêu bạn. So when we learn the keys to experiencing the wonderful life, chúng ta học được cái chìa khóa về cuộc đời, một cái cuộc đời tuyệt vời. We understood that there was a relationship that was there at the Garden of Eden. Chúng ta học biết cái liên hệ của Đức Chúa Trời ở tại vườn Ê-đen đối với con người.
But our forefathers Adam and Eve made the wrong decision and they brought sin into the world. Và chúng ta cũng biết rằng câu chuyện cho biết rằng tổ phụ của chúng ta Adam và Eva đã phạm tội. And sin separates us from God. Nhưng vì tội lỗi mà chúng ta bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. But the story also is that God made a way for us to come back. Nhưng mà câu chuyện không chấm dứt tại đó. Đức Chúa Trời đã tạo nên cái cách để cứu chúng ta. And that's why we have Christmas. Đó là lý do mà chúng ta có Giáng sinh. Even better, that's why we have Easter or Resurrection Sunday. Nhưng mà điều tốt hơn nữa là chúng ta có cái ngày phục sinh của Chúa chúng ta. And the last week we learned there's a vision of a new you. Cái bài học cuối cùng của tuần rồi đó là một cái khải tượng về con người mới của các bạn. And what we learn is that when we become believers, we are initiated into the realm of God's power. Chúng ta cần biết rằng khi chúng ta trở nên con cái Ngài thì chúng ta đã được đưa đẩy vào trong vương quốc của quyền năng. Today I want to add to this principle that we've been learning, the principle that drives this wonderful life. Hôm nay tôi muốn giới thiệu một cái nguyên tắc nó đưa chúng ta về một cái đời sống đầy phước hạnh. Most cars are designed to run on 87 octane gas. Hầu hết các xe mà chúng ta chạy ngày hôm nay thì đổ cái loại xăng 87 octane. That's what we call regular gas. Chúng ta gọi đó là cái loại xăng thường. When I first learned how to drive, I didn't have a lot of money. I called that cheap gas. Khi tôi bắt đầu lái xe, tôi không có tiền, thì tôi gọi cái loại xăng đó là loại rẻ tiền. I remember when gas was only 80 cents. That was awesome. Tôi nhớ cái xăng giá cao nhất lúc đó là chỉ có 80 mấy cent, thật là hết sảy. See, those of you who are younger, you can't believe that 80 cents. Yeah, 80 cents. Đối với các bạn trẻ ngày hôm nay thì 87 cent, chuyện đó có thể được không? Now it's like what, $50 a gallon or something? You có thể lắm, một ngày kia nó sẽ là 50 đồng một gallon. You see, there are engines that run on 87 and there are performance engines that run on something called super unleaded. Đối với những chiếc xe đắt tiền và những chiếc xe có cái xe cao tốc thì nó dùng những cái loại phẩm lượng xăng phẩm lượng cao. In those luxury engines or in those performance engines, they require the proper gasoline for the engines to run correctly. Đối với những loại xe như vậy, chúng ta không thể dùng loại xăng rẻ tiền, nhưng mà phải dùng những loại xăng với octane cao và có phẩm lượng. If you put in the wrong octane gas, your engine may sputter or eventually break down. Nếu mà chúng ta cố ý đổ những loại xăng rẻ tiền thì nó sẽ không vận hành đúng. In the same way, the believer's life, now that we are believers, we are required to have premium octane in our life. Cũng vậy, chúng ta là những kẻ tin, chúng ta phải sống với cái năng lượng với như là cái loại xăng đắt tiền cho cái vấn đề chúng ta sống trong tâm linh. That is needed for us to operate in the spirit and also to enjoy the wonderful life God intended for us. Điều đó giúp chúng ta sống một đời sống tâm linh cũng như là đời sống có thể hưởng được những đời sống hiện tại. The premium gas that I mentioned here in this case is the principle of first. Cái loại xăng phẩm lượng mà tôi muốn nhắc đến tại đây đó là một đời sống đặt cái sự đầu tiên, có cái ưu tiên. When our life is driven by the principle of first. Đây là cái nguyên tắc của sự đầu tiên. Giving God priority of our life. Có nghĩa là đặt Chúa trước hết trong mọi sự. When we do this, we experience the blessing that God has for us and how He's designed us from the beginning. Chúng ta làm điều này là chúng ta kinh nghiệm và đặt Chúa trước. And when we put God first, we'll experience what God intended for us from the very beginning. Khi chúng ta đặt Chúa trước thì chúng ta sẽ kinh nghiệm những gì mà Chúa Ngài làm cho chúng ta. We've learned in this series that the wonderful life is understanding who you are in Christ. Điều chúng ta cần đó là chúng ta cần phải hiểu mình là ai ở trong Đấng Christ. We also learned to whom we belong. Và chúng ta cũng cần biết mình thuộc về ai. And then we also learned the powerful impact that our mind and the decision making have on our own life. Là chúng ta cũng cần biết những cái ảnh hưởng của nó ở trên tâm trí và những cái quyết định mà chúng ta làm ở trong cuộc đời chúng ta. The principle of first is rooted in the third lesson that we learned here. Cái nguyên tắc đặt Chúa trước nó có cái rễ ở trong cái nguyên tắc đời sống tốt lành. So the principle of first is about making God
Making sure that God is first in our life. That's pretty obvious. Nguyên tắc của sự đầu tiên đó là đặt Chúa hàng đầu trong đời sống chúng ta. Now let's be clear here. We don't give to God so we can get from God. Chúng ta, để tôi sáng tỏ điều này, chúng ta không ban cho để mà nhận lấy lại những gì mình đã cho. As a matter of fact, that idea is not from God. Tôi muốn nhắc với hội thánh rằng cái ý tưởng đó không đến từ nơi Chúa. Yeah, we live in a world where people try to manipulate each other. Chúng ta sống trong một thế giới mà người ta dùng những thủ đoạn. Now, I'm not going to say that in the community that I grew up in the neighborhood that I grew up in. Ở trong cái khu xóm mà tôi sống và trưởng thành. There were a lot of Asians. Có nhiều người Á Đông lắm. And the way that we related to one another. Cái cách mà chúng tôi liên hệ với họ was kind of manipulating. Nó giống như là có qua có lợi. If I give you something, I need to know you're going to give me something later on. Với một cái ý tưởng đó là khi tôi ban cho một điều gì đó cho anh hay cho chị thì tôi cũng mong đợi một điều gì đó trở lại. I want to be clear, there's no one here, okay? I'm saying just this neighborhood that I lived in far away. Tôi muốn nói không ai trong đây, nhưng mà đó là cái nơi mà tôi sinh sống và lớn lên. You know, in Vietnamese New Year, right? They give your kids $20. Chẳng hạn trong cái ngày Tết thì họ hay lì xì cho con của mình. There's an obligation that somehow you need to give their kids something too. Thì cùng một lúc đó thì họ mong đợi là anh cũng lì xì cho con của tôi. In the same way, there's people that come into a church, not here. Cũng cùng một cách đó, khi chúng ta đến một hội thánh. They say, you know, mục sư, I'm going to give you something. Rồi họ nói rằng, mục sư ơi, tôi sẽ cho ông. But when the time comes, they need something from mục sư. They say, mục sư, you need to help me out because I gave you something. Khi họ cho mục sư một điều gì đó, rồi có cái lúc, tới một lúc nào đó, thì họ nói rằng, mục sư ơi, tôi cần ông làm một điều gì đó. But see, God's principle. Nhưng mà cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời. We don't give so we can get. Chúng ta không ban cho để có ý định muốn nhận lại một điều gì. Let's clarify here. You don't give so that you can go to heaven. Các bạn không ban, không có dâng hiến hay là ban cho để trở nên cái lý do mà bạn được lên thiên đàng. So if anyone in here you've been giving every Sunday to make sure that you make it to heaven, I want to let you know, don't worry about it. That's not the way you go to heaven. Nếu ở đây có ai có ý tưởng rằng mà mình dâng hiến mỗi tuần để được lên thiên đàng thì xin đừng nghĩ về điều đó. Actually, it's cheaper than that. For you, it costs you less if you think about it. Có thể là cái điều này nó sẽ ít tốn kém hơn mà suy nghĩ về điều đó. It just requires that you make a decision for Christ. Cái điều nó rất là đơn giản, đó là mình quyết định để sống cho Chúa Giêsu Christ. But here are the principles that God loved us and we respond to his love. Cái nguyên tắc đó là Chúa yêu và chúng ta đáp ứng. When I give something to my son, khi tôi cho con trai của tôi, I really do hope that he responds to it. Thì tôi cũng mong đợi một cái sự đáp ứng của nó đối với tôi. I really hope he comes back and says, "Daddy, this is awesome." Tôi cũng mong rằng nó đến và nó nói với tôi rằng, "Oh, cha ơi, thật là tốt." You're the most awesomest of all dads that I know of. Rồi tôi cũng muốn nghe nó nói là, cha ơi, ngài thật, cha thật là tốt. The reality is that he says, thank you. Nhưng mà sự thật nó đến với tôi, nó nói rằng, cảm ơn cha. But that's good enough because when I gave to him, I decided that I was just gonna give because I loved him. Nhưng mà sự thật đó là, cái điều mà tôi làm đó là, cái lòng của tôi muốn cho nó thôi. Romans 5:8 tells us of God's love for us. Roma đoạn 5 câu 8. It reads, "But God demonstrates his own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us." Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. See, God the Father gave his son to us even before we knew we needed him. Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu Christ là câu trả lời cho sự cứu rỗi trước khi chúng ta biết điều đó. As a matter of fact, God reached out to us while we were still his enemies. Chúa Ngài đã với ra và cứu giúp chúng ta ngay khi chúng ta còn là kẻ thù của Ngài. Isn't that a very good way to live your life if you think about it?
Đây có phải là một cái cách mà tốt nhất để chúng ta sống cuộc đời này? Xin các bạn nghĩ về điều đó. Reaching out to others even before they ask for forgiveness. Hãy với tay và tha thứ trước khi mà họ cầu xin điều đó. That's a tough task, but it's something worthwhile to consider. Đó là một việc khó, nhưng mà cũng là một cái điều đáng để suy nghĩ đến. You see, the principle at first is about our heart. Cái nguyên tắc về sự đầu tiên đó là vấn đề của tấm lòng. Our heart, or what matters, what we love, frames, gives us, determines what is important to us. Điều mà chúng ta yêu sẽ cho quyết định rằng cái gì là quan trọng trong đời sống chúng ta. In the same way, if we read that God sent his son on our behalf first, that tells us that God loved us regardless. Cũng cách đó, khi mà Chúa Ngài ban cho Chúa Giêsu thì đó là cái điều yêu thương mà Chúa làm cho chúng ta. So we go back to the principle first is that it is about making sure that we put God first in our life. Cái điều đầu tiên về nguyên tắc của sự đầu tiên đó là chúng ta đặt Chúa trước. We are to make God first with both the tangible and the intangible things in our life. Cái ưu tiên đó có thể là những gì chúng ta có rờ chạm được hay là những gì chúng ta không rờ chạm được. An example of the tangible. Cái thí dụ về những điều chúng ta có thể nắm giữ, cầm giữ và rờ chạm được. Our finances, our possession, things we own. Tài chính và những gì chúng ta có cũng như là những cái bất động sản. I share with people I don't my family, we don't buy things unless we know that we can give it away. Chúng tôi cũng chia sẻ trong gia đình rằng chúng tôi không thể mua bất cứ điều gì mà chúng tôi không có muốn cho người khác. I'm very sure I'm you know this is a practice we've made is you know from car to house to small things. We don't buy things. Now we buy good things for ourselves, yes, but if God tells us we need to let it go, we need to be ready to let it go. Những cái điều vật thể như chẳng hạn như xe cộ, nhà cửa, và cái nguyên tắc của tôi là nếu như mà tôi mua và sở hữu nó nhưng không thể cho ra nếu mà Chúa muốn tôi làm điều đó. So when we talk about the tangible, there's something very practical for us is what we do on Sundays is the tithe, the first fruit. Chẳng hạn như là những cái điều có thể rờ đụng được như là sáng hôm nay khi chúng ta làm cái phần dâng hiến. In Exodus 34 verse 26a reads, the first of the first fruits of your land shall bring you shall bring to the house of the Lord your God. Trong Xuất Ê Ký đoạn 34 câu 26 phần A, ngươi sẽ đem dâng hoa quả đầu mùa của đất sanh sản vào đền Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi. This is a very simple principle for us is that we give the best of what we have to God at the beginning. Cái điều này rất là đơn giản, đó là chúng ta dâng lên cho Chúa cái điều tốt nhất cho Ngài. The tithe is the first portion and then the offering is after we give the tithe. Phần 10 đó là một phần 10 của những gì chúng ta đã được Chúa ban cho. Còn cái vấn đề mà dâng hiến đó là sau khi chúng ta dâng lại phần 10. In Luke chapter 16:10 reads, he who is faithful in what is least is faithful also in much, and he who is unjust in what is least is unjust also in much. Luca đoạn 16 câu 10, ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc rất lớn. We will teach on tithing another day, but I just want to mention these two things so that we can understand what I'm talking about here. Chúng ta được dạy dỗ về sự dâng hiến trong một ngày khác, nhưng mà tôi muốn để ý đến một số điều. See, if we cannot be faithful to something that is obvious before God, then how can he entrust us with greater things? Nếu những gì mà Chúa ban cho chúng ta mà chúng ta không thể trung tín với những điều đó thì thế nào Chúa có thể ban thêm? The writer Joshua Stannard has this quote. He says, "You see, what we do with what he gives us determines how much more we will get." Ông Joshua Stannard thì nói rằng, bạn thấy không? Những gì mà chúng ta làm với những gì mà Ngài ban cho, Ngài mình sử dụng những gì mà Chúa ban cho thì cũng quyết định những gì mà Ngài sẽ ban cho chúng ta. In Matthew 25 verse 29. Matthew đoạn 25 câu 29. For to everyone who has, this is what Jesus said, okay? For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật. Nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. When you first read this seems almost unfair.
Khi chúng ta khởi sự đọc cái sứ điệp này, có cảm giác như là một cái điều không công bằng. But if you can read the context, it's actually very clear. Khi chúng ta trở lui về những đoạn kinh thánh trước thì chúng ta thấy đây là cái điều nó không có gì gọi là thắc mắc. This was speaking about an individual who was willing to do two things. Đây nói về một người sẵn sàng làm hai điều. Number one was to utilize what his master gave him. Cái điều mà đầu tiên mà người đó sẵn sàng làm đó là sẵn sàng sử dụng những gì mà Chúa ngài ban cho. The second was to believe that his master would reward his faithfulness. Cái điều thứ nhì đó là Chúa ngài sẵn sàng ban thưởng cho người trung tín trong công việc mà mình được giao. You see the person, the servant with the one talent, he said, I buried it because I was afraid of you. Cái người tôi tớ đầu tiên đó thì được một ta lân và nói rằng tôi phải chôn nó vì tôi sợ. I didn't want to put it anywhere because if things went wrong, you're going to blame me. Người nói rằng tôi sợ không đầu tư và làm gì với ta lân đó vì tôi sợ mất nó. But those who had the five and the two said, basically, I'm going to do something and I'm going to trust that you're going to reward me. Nhưng cái người được hai ta lân và người được năm ta lân thì nói tự nhủ rằng tôi sẽ làm điều gì đó để được thêm lợi vì tôi biết rằng tôi sẽ được phần thưởng. You see, it's very important how you view God. Rất là quan trọng khi chúng ta có một cái nhận thức về cái cách Chúa ngài vận hành. When you perceive that God is a good God and he rewards you in your actions, you can live a lot more comfortably. Nếu chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng ngài giúp dù giúp chúng ta và ngài that God will reward us in our action. Ngài sẽ thưởng cho chúng ta với những công việc mà chúng ta vâng theo. And so we're talking now about the intangible things that we need to put first before God. Đây là những điều mà chúng ta nói đến, đó là những vật thể mà chúng ta có thể rờ đụng đến và chúng ta cần phải thực thi điều đó. And this passage talks more than money, right? It speaks about the utilizing what God has entrusted into our care. Chúng ta khi nói về cái nguyên tắc đầu tiên, nó không chỉ nhắc đến vấn đề tiền bạc, nhưng mà những gì mà Chúa ngài muốn chúng ta ban cho chúng ta thì chúng ta. So he entrusted into our care, so this includes our time, our spiritual gifts, our talents and our abilities. Ngài muốn chúng ta thực thi những gì mà Chúa ngài đặt trong đời sống chúng ta, chẳng hạn như là vấn đề our time, vấn đề thời gian, spiritual gifts, vấn đề tâm linh, những cái món quà tâm linh, những khả năng và những cái tài năng. Very good. You see, we are to make God first. Chúng ta cần phải đặt Chúa trước. And God wants to bless us. Ngài muốn ban phước cho chúng ta. There are so many ways that we are missing out on the blessing when we decide that we don't want to do what God asks us to do. Nhiều người trong chúng ta đã đánh mất cái cơ hội để được Chúa ban phước vì chúng ta không làm điều ngài đòi hỏi. We are to make God first in every aspect of our life, Christian life as well as everywhere else we live. Chúng ta cần phải đặt Chúa trước ở trong mọi khía cạnh của đời sống của chúng ta, trong vấn đề đời sống cơ đốc. Believers have this misunderstanding. We say this is my spiritual life or Christian life and this is my secular life. Chúng ta có cái suy nghĩ đó là đây là đời sống tâm linh và đây là đời sống thực tại. But the Bible clearly tells us that there's no difference. Nhưng mà Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng không có sự khác biệt. As a matter of fact, the only way the world can see holiness is if we go out into the world. Mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể bày tỏ đời sống thánh khiết ở trong thế gian này. You know, your flashlight is not very useful right now in this room. Cái đời sống về vấn đề hiện tại của thế giới này thì không có ý nghĩa gì. If you have a flashlight and you flash it in this room, it's not very useful to us. I'm sorry. If you have a flashlight, go ahead. Nếu chúng ta có cái đèn pin mà chúng ta dùng ở trong phòng này thì cái đó không ích lợi gì hết. But that flashlight is very useful when we're in the darkness. Nhưng cái đèn pin mà chúng ta cầm đó, nó sẽ có ích lợi khi chúng ta ở trong cái bóng tối. Matthew 6:33 tells us.
Matthew đoạn 6 câu 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added to you. Chúa Giêsu nói rằng nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Every aspect of life from school to work to our home, we need to put God first. Những cái khía cạnh khác mà chúng ta nói đến đó là ở tại nhà, ở tại công sở, trường học và nơi công cộng và tất cả những khía cạnh khác ở trong những mối liên hệ. When we make God first, he releases more blessings and more opportunities without us having to ask for it. Khi chúng ta đặt Chúa hàng đầu ở trong đời sống của mình thì chúng ta nhận thêm những phước hạnh cũng như là những cái cơ hội mà không cần phải năn nỉ nài xin chứ. Please go to Matthew chapter 25 verse 22 to 23. Matthew đoạn 25 câu 22 23. Please underline this because this is very important. Xin chúng ta cũng gạch dưới những câu kinh thánh như này. This is talking about the talents I just mentioned. See, he also who had received two talents came and said, "Lord, you deliver to me two talents. Look, I have gained two more talents besides them." His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord." Trong đây có tôi đã nhắc đến đó là người đã nhận được hai ta lân cũng đến mà thưa rằng, lại Chúa đã cho tôi hai ta lân. Đây này, tôi đã làm lợi ra được hai ta lân nữa. Chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. When this servant showed that he could be entrusted with more, the master of the house gave him more. Chúng ta thấy khi những người đầy tớ này bày tỏ cái sự đáng tin cậy đó thì Chúa lại ban thêm cho. I know many of us are praying that God will bless us, to bless us, will he bless us. Nhiều người trong chúng ta cầu nguyện xin Chúa rằng Chúa ơi, xin Ngài ban phước thêm cho con. But the Bible tells us there are things that we can do without even asking God on a daily basis, but if we are just faithful to it, that God will automatically bring blessing on us. Chúng ta thấy ở trong cái khung cảnh này chúng ta không cần phải năn nỉ nài xin Ngài, nhưng mà khi chúng ta cứ vâng lời và làm theo thì Chúa lại ban cho thêm. There are some principles in the Bible that God teaches us. If we would just live according to these principles, that God will give us answers and bless us. We don't have to walk around and go, "God, can I walk? Is it okay if I walk forward three steps, please?" Khi chúng ta vâng lời Chúa thì Ngài sẽ làm cái phần của Ngài và chúng ta không cần phải cầu hỏi Chúa, chẳng hạn như là con có cần phải bước tới một bước, hai bước, ba bước. God, can I breathe right now? Just I'm trying to hold off. Can I breathe? Is it okay to breathe? Thì chúng ta không cần phải với cái vấn đề là Chúa ơi, con có thể thở hay không? God, and we get upset and we say, "God, you're not here." Rồi chúng ta lại tức giận, lại Ngài không có đáp lời con. But God already told you breathe, man. Nhưng mà Chúa đã tạo nên chúng ta để thở. There are principles that God have given us that if we would apply it, it's God also working in our brain. Chúa Ngài đã tạo nên những cái nguyên tắc đó và Chúa đã ghi vào trong tâm trí chúng ta. I once had a brother ask me, you know, I'm driving and I asked God, "God, is it okay? God, tell me not to speed." Có một người đến với tôi và nói rằng anh ta chạy xe và cầu nguyện với Chúa rằng, "Chúa ơi, con có nên chạy cao quá tốc độ không?" He said, "God, tell me not to speed." Anh ta nói rằng, "Chúa ơi, xin Ngài nói với con, đừng để con chạy quá tốc độ." What do you think God's answer was? Các bạn nghĩ câu trả lời của tôi cho người đó là thế nào? If God had a hand that was in that car physically, he would pop the guy on the back of the head. Nếu mà Chúa có một cái bàn tay thể hiện bằng vật thể thì chắc là Chúa Ngài sẽ tát vào trong cái óc của ông ta. Sometimes we ask God for things that are really we should know already. Đôi lúc chúng ta cầu xin Chúa và cầu hỏi Ngài những điều mà chúng ta đã biết rồi. I have encountered people who they get filled by the Holy Spirit and they say, "I wonder if God wants me to divorce my husband." Tôi biết có những người ở trong họ sống trong tâm linh rồi họ tự hỏi mình, tôi có nên ly dị chồng mình hay không, chồng của tôi hay không. If you would just read the Bible says that you need to make it work. Chúng ta khi đọc kinh thánh thì cũng biết rõ ràng rằng chúng ta cần phải làm việc với những gì mà chúng ta có. Sometimes we get so spirit filled that's all we want are those events that we forget that God also has not only redeemed our spirit but he's redeemed our mind. Đôi lúc những tư tưởng và suy nghĩ đó cũng cản trở chúng ta ở trong những cái suy nghĩ cần thiết mà chúng ta vốn đã biết.
Our mind helps us to discern if our spirit is the right spirit. Những gì trong tâm trí mà Chúa đặt trong chúng ta có thể hiểu được ở trong tấm lòng. Because I assure you, when you first come to know God, sometimes you can't figure out what's going on, and you have to have God's wisdom to help you make some good decisions. Tôi hiểu khi chúng ta mới đến với Chúa thì chúng ta cần có sự dẫn dắt của Chúa và chúng ta cũng đắn đo ở trong cái quyết định của mình. This is important to me because when I was a new believer. Điều này rất là quan trọng với tôi khi tôi còn là người mới tin. When I was a new believer, this is my rationalization. If I take care of God's house and I neglect my family, God will take care of my family. Cái điều mà tôi nghĩ khi tôi mới tin Chúa đó là nếu tôi cứ làm công việc của Ngài và nhà của tôi, vấn đề nhà cửa của tôi và gia đình tôi thì Chúa Ngài sẽ chăm sóc. So if I go to church and take care of the church, but you know my brothers, I don't spend time with them and I don't invest in them, then God's going to take care of them. Cái tư tưởng đó là nếu tôi cứ làm việc cho Chúa và không cần phải quan tâm đến những người trong gia đình thì Chúa chính Ngài sẽ chăm sóc những người đó. But the Bible tells us, Timothy is very clear, we are to take care of our family. Ở trong Timothy, lời của Chúa nói rất rõ đó là chúng ta phải chăm sóc nhà mình. When we follow God, sometimes it doesn't seem awesome and exciting like that. Đôi lúc khi chúng ta đi theo Chúa thì có những cái vấn đề nó không có được khích lệ giống như vậy. But it's a part of building on to what God has for us. Nhưng mà đó là một cái sự xây dựng theo đường lối của Ngài. What was Moses doing when he encountered the burning bush? Ông Moses đã làm chi khi ông đối diện với bụi gai cháy? He was taking care of some sheep. Ông đang chăn chiên. And he was stinking. He smelled. Ông là một người đầy những mùi hôi của các con thú. But God found him. Nhưng mà Chúa tìm gặp ông. What was David doing before he entered the battle with Goliath? Vua David đã làm gì khi ông tiến vào chiến trận đánh Goliath? He was a little errand boy. He was just a little boy helping out his father. David chỉ là một người con trẻ làm công việc của cha mình sai giặc. But because they were faithful to just what was before them, God opened the door for greater things. Và chúng ta thấy cái sự quán xuyến công việc rồi Chúa cất nhắc ông lên. You see, when we apply the principle of first and we place God first, there are things that take place that we don't even have to ask, but God will open the door for us already. Khi chúng ta sống một đời sống cắt đặt ở trong sự ưu tiên đó, thì chúng ta không cần phải quan tâm với những điều mà Chúa có làm hay không cho mình. The second point in today's lesson is the first portion is the best portion and it belongs to God. Cái điều thứ nhì đó là cái phần the first portion is the best portion and it belongs to God. Cái phần đầu tiên là cái phần tốt nhất mà chúng ta biệt ra cho Chúa. When we give to God, we give God the first portion. Khi chúng ta dâng lên cho Chúa thì chúng ta dâng cho Ngài cái điều tốt nhất. In Exodus 13 verse 1 to 2 it reads, "The Lord said to Moses, consecrate to me every first male, the first offspring of every womb among Israelites belong to me, whether human or animal." Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, trong vòng dân Israel bất luận người hay vật, hãy vì ta biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng, bởi con đầu lòng thuộc về ta. It continues in Exodus 23 verse 19a also. Bring the best of the first fruits of your soul to the house of the Lord your God. Xuất Ê-dụ-tô-ký đoạn 23 câu 19 phần A. Những hoa quả đầu mùa của đất ngươi phải đem đến đền thờ của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi. Proverbs 3:9 and through 10, the same thing. Châm ngôn đoạn 3 câu 9 và câu 10. Honor the Lord with the wealth and with the first fruits of your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Hãy lấy tài vật và huê lệ đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vựa lẫm của con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. You see, the principle of first began with God. Cái nguyên tắc về sự đầu tiên bắt đầu là ưu tiên, Chúa là ưu tiên. Because when God made us, He had to find the very best. Khi Chúa Ngài tạo nên chúng ta, Chúa Ngài làm cái điều tốt nhất. He looked around and said, "What should I make man out of?" And he looked in the mirror and said, "Me." Chúa Ngài tạo nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. So là giống như Ngài. When we look in the mirror, we are made in the image of God, like Pastor Khan reminded us. Khi các bạn nhìn thấy mình ở trong gương thì chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài, như là lời của mục sư Khánh đã dạy trong Kinh Thánh từng rồi. God gave us his best, and so when Adam and Eve failed and sinned against God,
Khi Adam và Eva đã phạm tội thì họ đã phạm tội nghịch cùng Chúa. God didn't just destroy humanity, but he created a way. He said, "I will send my one and only son for this world." Nhưng mà Chúa không hủy diệt cái thế giới hay là con người mà Chúa đã dựng nên, nhưng mà Chúa Ngài đã ban cho cái sự cứu rỗi qua con độc sanh của Ngài. So, as a matter of fact, Jesus is God's tithe to us. Cái điều đó cũng tương tự như là Đức Chúa Trời đã dâng cái điều tốt nhất, cái phần 10 như chúng ta đã làm. God gave us his first fruit. Chúa Ngài đã ban cho chúng ta cái trái đầu mùa là Chúa Giê-xu. Of course we read John 3:16, "For God so loved the world that he gave his one and only son, so whoever believes in him should not perish but have eternal life." Giăng đoạn 3 câu 16, "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." And 1 Corinthians 15:23, "But each in turn, Christ the first fruit, then when he comes, those who belong to him." Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15 câu 23, "Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình, đấng Christ là trái đầu mùa, Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại." And the third point in the first portion is the best portion that belongs to God, is that God wants the best of who we are. Cái phần thứ ba ở trong cái nguyên tắc về sự đầu tiên đó là Chúa muốn cái điều tốt nhất ở trong chúng ta. Mark 12:30 reads, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength." Mark đoạn 12 câu 30, "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi." See, we're not talking about just any portion here. Chúng ta không nói là các bạn hay là hội thánh phải biệt riêng ra một phần gì đó. It's not the remaining portion, but it is the best portion. Nó không phải là một cái phần còn dư lại, nhưng mà là cái điều tốt nhất mà chúng ta biệt riêng ra trước hết. I think Latin American culture has this, you know, when you have guests come to your house, you give the best to them, right? Tôi nghĩ đến cái văn hóa của người Á Đông cũng như là những người ở Nam Mỹ, thì khi họ có một người khách đến nhà thì họ mang ra cái gì tốt nhất để đãi. When I came over to my house this week and we had a chance to talk, the first thing I thought about is I said, "You know what? I finished drinking this glass of water already. Let me save it for Anh Cương Hoàng." What do you think? Tuần rồi thì chúng tôi có gặp nhau ở tại nhà. Nếu như tôi có cái ý tưởng đó là tôi đang yếu uống cái ly nước, rồi tôi thấy anh đến và tôi lấy ly nước đó và nói rằng mời anh uống nước, thì các bạn sẽ nghĩ sao? That's not, we understand that, don't we? We understand that we give our guests the best portion, right? Even to some extent, sometimes you put your kids, you make your kids go into the room and you say, guests are coming over, we're going to pull out the good stuff. Chúng ta cũng hiểu rằng chúng ta cũng muốn đãi người khách của mình một cách long trọng. Chúng ta khi có con cái thì cũng kêu chúng nó vào phòng để chúng ta có thể tiếp đãi người khách này. But here, this is our God. We give him the best of what we have. Nhưng ở đây tôi muốn nhắc với các bạn đó là đây là Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng, thì chúng ta cần đặt Ngài trước hết. That's why devotion is so important for us. Đó là lý do chúng ta cần phải cắt đặt cái sự ưu tiên. Well, you know, when we have our morning devotion or morning quiet time with God, that's part of us saying, "God, I want to give this day to you." Mỗi sáng thì chúng ta cần biệt riêng cái giờ tốt nhất để dâng lên cho Ngài và thông công với Chúa. And the final principle, the part of this principle is the principle first is about quality. Cái nguyên tắc về cái sự đầu tiên đó là nói đến một cái chất lượng, phẩm lượng. The principle first speaks about the quality of our worship of God. Nói về cái phẩm lượng về sự thờ phượng Chúa. We can come to church every Sunday and we can say that's worship. Chúng ta có thể đến nói rằng khi chúng ta đến sáng Chủ nhật đó là một hành động của sự thờ phượng. You can get dressed up in your best clothes, but God knows the quality of that worship. Hội thánh có thể mặc bộ đồ tốt nhất của mình, nhưng mà Chúa thì nhận biết đâu là một cái phẩm lượng của sự thờ phượng. According to the Google dictionary, it says the quality is a standard of something as measured against other things of a similar kind. Cái định nghĩa về cái phẩm lượng đó là một cái tiêu chuẩn của một vật gì đó đã được đo lường trong cùng một loại. See, though the quantity of what we give, whether money or time, is different from other worshipers, the quality need to be the same. Dẫu cái số lượng mà chúng ta dâng hiến hoặc là tiền bạc hay là thời gian, thì mỗi người
điều làm ở trong cái sự khác biệt. But the quality is the same, meaning it is the best portion. Nhưng mà cái phẩm lượng trong cái điều mà mình làm thì phải là cái điều tốt nhất. See, my first portion is going to be different from your first portion. Cái sự dâng hiến hay là cái điều mà tôi làm đó, nó khác hơn những gì mà các bạn. The best of what I can give to God is different from the best of what you can give to God. Cái điều tốt nhất mà tôi có dâng hiến cho Chúa, nó sẽ khác hơn những gì mà các bạn đã làm tốt nhất cho Chúa. And that's the beauty of why we're in a church and we don't judge each other. Đó là cái đẹp của cái điều mà chúng ta làm mà không có vấn đề mà chúng ta đoán xét lẫn nhau. The checks that I write to God are going to be different than the checks you write to God. Cái số lượng mà tôi dâng hiến ở trên cái tờ check á của tôi thì sẽ khác hơn cái số lượng mà các bạn dâng. But the quality is the same. It is the first portion. Nhưng mà cái phẩm lượng về sự dâng hiến khi chúng ta đặt Chúa trước thì giống nhau. The widow could only give 2 pennies, but it was so valuable to her. Chúng ta thấy ở trong Thánh Thánh, Kinh Thánh nói về người đàn bà có 2 xu, thì mặc dù bà dâng 2 xu nhưng cái đó là cái phẩm lượng cao nhất. In John 21 verse 21 to 22, Jesus is speaking to Peter, and then Peter sees John, and he says, "But Lord, what about this man?" And Jesus said to him, "If I want that he remain until I come, what is it to you? You follow me." Giăng đoạn 21 qua 1-22. Khi thấy người đó thì Phi-e-rơ hỏi Chúa Giê-su rằng: "Lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào?" Đức Chúa Giê-su đáp rằng: "Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi hãy theo ta." After asking Peter 3 times if he loved Jesus, khi Chúa Giê-su hỏi ông Phi-e-rơ 3 lần, and he asked him, "Peter, do you love me?" Hỏi rằng, ngươi có yêu ta chăng? And he asked 3 times, and then Peter says, "Well," and then Jesus says, "You follow me." Cái điều mà Chúa hỏi đó là ngươi yêu ta chăng? Nhưng mà điều mà Chúa Giê-su nói với ông đó là ngươi theo ta. And Peter says, wait, but what about this guy? What about this guy here? Do you want him to do something?" Nhưng mà ông Phi-e-rơ, ánh mắt của ông cứ hướng về một người khác và nói rằng, "Chúa ơi, Chúa có muốn người này làm cái gì hay không?" And this is the new Michael Đạt Chương translation. Jesus said, "Mind your own business, man." Đây là cái cách tôi dịch. Tự lo công việc của anh đi. "Mind your own business, you follow me." Tự lo công việc mình rồi, chính ngươi thì theo ta. Could you imagine if at church, if we could just mind our own business and just follow Jesus, what we could do? Chúng ta cần để ý đến cái đời sống đi theo Chúa của mình và làm theo những gì Chúa dạy chúng ta làm. I have enough to try to figure out what God wants me to do for myself. I don't need to try to figure out what you need to do for yourself. Tôi có đủ điều để tôi phải lo lắng và làm việc. Tôi không có cái thời giờ để lo về công việc của người khác. See, my first portion is going to be different from yours, but the quality is the same. It's got to be the best of what you can offer. Cái ưu tiên của tôi, những gì tôi có thể làm khác hơn những gì của bạn, nhưng mà cái ưu tiên thì giống nhau. We go back to the story in Genesis chapter 4 verse 3 to 5. Chúng ta hãy nhìn vào cái câu chuyện của Cain và Abel. In the course of time, Cain brought some of the fruits. I'm going to read all of it and then you read all of yours. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord, and Abel also brought the offering fat portions from some of the first born of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 3 tới câu 5 phần A. Và cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-ben cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ của nó. Đức Giê-hô-va đói xem A-ben và nhận của lễ vật của người, nhưng chẳng đói xem đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người. In verse 3 it says Cain brought some of the fruits of the soil. Trong câu 3 nói rằng ông Ca-in đã mang một phần của sản vật. But in verse 4 it says Abel brought an offering of the first portion. Nhưng mà Abel thì mang cái phần tốt nhất. I used to wonder what was wrong with Cain's offering, and here it's very clear once you understand the principle of first. Tôi nghĩ đến cái sự dâng hiến của Cain, điều gì đã sai lầm
Và đây nhắc nhở chúng ta đến về vấn đề là cái nguyên tắc của sự đầu tiên. Again, Abel gave the best of his flock. Abel thì dâng cái con thú tốt nhất ở trong bầy mình. But Cain just gave a part of his. Nhưng mà ông Cain thì chỉ lấy ra một phần mà ông biết và dâng lên. He gave a portion, but not the best portion. Ông lấy ra một phần nhưng mà không phải là phần tốt nhất. Just because we give a portion doesn't mean we gave the best portion. Nếu chúng ta dâng một phần không có nghĩa là cái phần tốt nhất. See, it was the same kind, it was similar sacrifice, but not the same quality. Có thể sự dâng hiến đó là cũng giống, có tương tự, nhưng mà nó là một cái, nó có cái phẩm lượng khác nhau. See, the first fruit is not about equal sacrifice, but it is obedience and the proper response to God's great sacrifice for us. Cái trái đầu mùa không phải là cùng dâng cùng một cái sự dâng hiến đó, nhưng mà là một cái sự vâng phục. You see, let's sit on this a little bit here. Because we have to have this understanding is that God's sacrifice on behalf of man was the greatest sacrifice ever. Chúng ta đào sâu thêm. Chúa ngài hy sinh cho chúng ta. And when God gave his son Jesus, he gave his one and only son for us. Khi Đức Chúa Trời ban cho con một của ngài thì ban cho chúng ta thì ngài ban cho con một của ngài. So when we give back to God, we can never give to make up for what God gave to us. Điều này cho chúng ta biết rằng chúng ta dâng không thể nào có thể đáp ứng và trả lại những gì mà Chúa ban cho. And so that's why we don't compare what we give against what someone else gives. Vì vậy chúng ta không nên giữ cái ý tưởng đó là mình so sánh trong cái sự dâng hiến giữa mình với người khác. And sometimes when we're serving God, we say, God, I've given so much, but why do you give to this person and it looks like you give that person more than me? Chúng ta có thể có những tư tưởng rằng, Chúa ơi, con dâng cho ngài nhiều quá mà con không nhận được gì hết. Trong lúc cái người kia, anh A, anh B dâng thì lại có được nhiều. The problem is because we're looking around, but we need to focus on where is our portion compared to what God wants from us. Điều mà chúng ta đã làm đó là chúng ta đã là suy nghĩ và so sánh. Chúng ta cần phải theo cái nhìn của Chúa. We have to remember that God gave us the best portion and he wants a response from us. Hãy nhớ rằng Chúa cho chúng ta điều tốt nhất. You know, I think about my son. When I give him a bag of candy, tôi nói câu chuyện về con trai tôi khi tôi nói cho nó một cái túi kẹo. And I just ask him for one piece. Rồi tôi muốn xin nó lại một cục kẹo. I know what you're thinking. You're like, good luck, right? Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Chúc may mắn. But as parents, right, isn't it in our heart to just hope that the son would go, sure, I'm so grateful, Dad. Have five. Chúng ta là người làm cha mẹ và cũng có cái ý tưởng rằng, sure, you know, Dad, have five. Đúng rồi, ba ơi, con sẽ cho ba năm cục kẹo. Right? Có thể chúng ta nghĩ như vậy. We know that's not reality right now because the child's only 3 years old. Nhưng mà chúng ta biết rằng sự thật nó chỉ có 3 tuổi và nó không làm điều đó. But isn't that great? And those of you who have older kids, you know this, right? But when your son or your daughter was able to respond and say, not only that, but those of you who have older children who are buying you gifts now, isn't that great? I'm only dreaming right now, but I think that would be great too. Nhưng mà đối với các bạn là những người có con lớn thì các bạn biết rằng các cháu nó trưởng thành hơn và nó có thể nói rằng không phải chỉ là một ít thôi, nhưng mà cha mẹ có thể có nhiều hơn nữa, muốn lấy bao nhiêu cũng được. When our children begin to respond, and not only that, but they respond and not they don't even wait for us to ask, they give to us. That's even greater. Nó càng tốt hơn khi con cái chúng ta không phải chờ cho tới lúc chúng ta hỏi nó, nhưng mà nó cái hành động của nó là cứ việc làm, cứ việc cần thì cứ lấy. When they're young, then you lower your standard a little bit and you say, okay, that's okay. Yeah, I'll ask you, but you know, that, as long as you give me one, that's fine. Khi nó còn nhỏ thì cái tiêu chuẩn mà chúng ta đòi hỏi và chờ đợi từ nó rất là thấp. Và nếu nó cho mình một cục kẹo thì cũng không sao. But when you're older, could you imagine if you still ask your son for one candy and he said no? Nhưng nếu mà chúng ta có một đứa con trai lớn mà mình hỏi nó cho cha một cục kẹo nha, mà nó nói không. Now, of course I joke, but the thing is that speaks about our relationship with God.
Nhưng mà cái đó chỉ là một cái lời nói giỡn thôi. Nhưng mà liên hệ chúng ta đó với Chúa thì khác. When we were younger, when we were first knew God, yeah, we responded with whatever's need. Okay, tithe. Okay, I'll show up to church. Okay, I'll wear my clothes correctly. Khi chúng ta mới tin Chúa thì chúng ta cũng sẵn sàng làm những điều mà Chúa dạy, chẳng hạn như dâng hiến và mặc đồ một cách trịnh trọng. Okay, I'll stop cursing and making fun of my sister. Rồi cũng nói rằng con sẵn sàng nhịn không chửi thề. But as we get older, we stop trying to do these checklist items and we start thinking about the relationship and what will make our relationship better with God. Rồi khi chúng ta trưởng thành trong tâm linh thì chúng ta không còn đi theo những cái luật lệ về những cái điều cần phải làm nữa, nhưng chúng ta phản đáp ứng với Chúa một cách rời rộng hơn. When we are in relationship with God, we begin to say, what makes you please God? Let me think today, how can I please you? Là chúng ta đặt câu hỏi, thế nào con cần phải làm những điều gì để làm vui lòng Chúa hơn? And we do like what some of our brothers and sisters do. Và những gì mà anh chị em của chúng con đang thực hiện. Some they say, you know what, God, what can I do to bless you? And they write a big check and they give it to their church or they give it to a ministry that is in need. Có những lúc chúng ta cần hỏi Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì? Có thể phải viết một cái tờ hóa đơn hay một cái tờ check. Or they call the leader and say, hey, listen, you know what? I recognize that I'm not doing a lot, but I want to give more. I want to give more of my time. Có những lúc chúng ta cũng cần phải gọi những cái người lãnh đạo như là tôi thấy cần phải góp phần có thể là thời gian. Or when you start growing that close relationship, you say, God, you know what? The time I have is not enough. I'm going to spend time in fasting and praying to seek your face. Rồi chúng ta cũng trưởng thành hơn nữa ở trong cái thời gian dành thời giờ để kiêng ăn và cầu nguyện cho hội thánh. You see, as we're growing in Christ, our first fruit looks different. Khi chúng ta trưởng thành trong Chúa thì những cái gì mà chúng ta sống là khác hơn, nó you thay đổi. What I gave when I was in college, which is not a lot, is different than what I give now. Những gì it has mà, to be. Những gì mà tôi sống trong quá khứ, ở trong những ngày còn đi đại học, sự dâng hiến của tôi khác hơn những gì mà tôi có ngày hôm nay. What talents and abilities I offered then, I give a lot more now because I know more, I have more. Những tài năng, những khả năng của tôi trong quá khứ thì không so được với ngày hôm nay vì những điều mà Chúa ban cho lại càng nhiều hơn và tôi làm điều đó. As we consider Christmas and the wonderful life God has for us. Chúng ta suy nghĩ về Giáng sinh và những điều lạ lùng mà Ngài làm. I encourage you to consider to live your life by the principle of first. Tôi khuyến khích hội thánh sống dựa theo nguyên tắc của sự đầu tiên. That is making God first in your life. Đó là cắt đặt và đặt Chúa trước trong đời sống mình. And also putting your money or your time where your mouth is at. Cũng đặt cái vấn đề đó là dâng hiến, vấn đề tiền bạc đi đôi với những gì mà chúng ta nói. So don't just say it, do it. Không những chỉ nói nhưng mà làm theo những gì mình nói. But we're going to give grace to each other. Nhưng mà chúng ta cần có sự nhân từ độ lượng với nhau. We're going to encourage each other. Chúng ta cần khích lệ lẫn nhau. Because my offering to God is going to be different from yours. Vì sự dâng hiến của tôi khác hơn với những gì các bạn và hội thánh làm. But I'm going to celebrate with you when you offer to God whatever it is that you offer. Tôi cũng vui với các bạn với những gì mà các bạn dâng lên cho Chúa. Because you understand one thing already. Vì các bạn đã hiểu một điều. That you are placing your heart towards God. Là lòng các bạn hướng về Chúa. When we consider Christmas. Khi chúng ta nghĩ đến Giáng sinh. God gave his best so that we can have the best life. Vì Chúa ban cho chúng ta điều tốt nhất để chúng ta có một đời sống tuyệt vời. That should be a natural response to us to give God our best. Là chúng ta cần đáp ứng đó là dâng lên cho Chúa điều tốt nhất. As we end this year and head into 2017. Khi chúng ta bắt đầu một cái năm mới và một cái chấm dứt của 2016. If I can issue a challenge to you VBC today. Tôi muốn thách thức các bạn VBC. If I can issue a challenge to those you listen to us online wherever you are. Và các bạn đang ở trên mạng. To make a decision to give God the first fruit, the best portion of your life. Đó là các bạn dâng cái điều tốt nhất cho Đức Chúa Trời. You stop this crazy talk of, you know what? I'm just gonna let me have my fun and then I'm gonna give my life to God. That don't make any sense. Stop the crazy talk. Chấm dứt những cái lời nói điên khùng. That you're gonna go out and do get it out of your system first and then you're gonna finally give your life to God. Thoát mình ra khỏi những cái tư tưởng riêng và dâng cuộc đời mình cho Chúa.
When you do that, you're actually saying, I'm gonna wear myself out. I'm gonna give something else the best of my life, and then I'm gonna come to God and give Him the remains. Có nghĩa là bỏ đi những cái gì không cần thiết và dâng lên Chúa điều tốt nhất. And I know I'm not talking to the youth because I know young adults, married couples, you still deal with this. We still deal with this. Tôi ở đây không nói đến các người trẻ đâu, nhưng mà tôi nói đến mọi người tại đây. Let's do all our traveling, let's do all our stuff, and then we'll come to church. You make it sound like church is like a retirement home. Các bạn có thể có ý tưởng rằng bây giờ thì vui cuộc đời này qua những cái chuyến du ngoạn hay là cuộc đi chơi. Còn vấn đề đi nhà thờ chỉ là cái điều thứ yếu. But I'm telling you, when you follow God, and when God starts using you to change lives, or start using you to confirm someone else's answer to prayer, this is something that happens in your heart that's just amazing. Nhưng mà chúng ta cần biết là phải để Chúa dùng đời sống của bạn trở nên nguồn phước cho những người khác. When you are praying to God and God tells you something and you're like, and God says do this for this person, you're like, that sounds weird. Nhưng mà khi các bạn cầu nguyện thì Đức Chúa Trời nói rằng hãy làm điều này điều kia cho một số người, thì các bạn có thể nghĩ rằng cái chuyện này lạ đó. But then you go and you help that person says, oh my goodness, that's what I pray to God. Nhưng bạn sẽ nhận lấy một cái sự đáp ứng, đó là cái người nhận được cái sự giúp đỡ của các bạn sẽ nói rằng cảm ơn Chúa, đây là cái sự đáp lời. If you talk about exciting and a high, that is a great high. Các bạn nói về một cái sự thích thú và thỏa lòng. When you talk about someone who has a pain or physical ailment and they've been dealing with it for a long time and you lay hands and you see them get healed, there's something that changes in you too. Chúng ta nói đến một cái người đang bệnh tật và gặp khó khăn, và bởi sự cầu nguyện của các bạn thì có một sự thay đổi, biến đổi, sự chữa lành, thì đó là một cái sự thay đổi lớn. When God tells you to give a brother or somebody out there who needs some kind of finance help, and God gives you a number and you write it down and you say, I'm not sure why, but you send that check out and the person gets it and they go, oh no, I cannot believe this. This is the exact number that God told me about. It changes your life. Giả thử Chúa nói với các bạn, viết một cái tờ check cho một người nào đó, thì cái điều mà các bạn dâng hiến có thể là một cái sự là cái câu trả lời cho cái nan đề mà cái người đó đang tìm. God is a giver. Chúa là đấng ban cho. If we're like him, then we give. Nếu chúng ta giống như Ngài thì chúng ta cũng ban cho. I don't see anywhere in the Bible where it says God is a taker. You are most powerful when you give. Because you don't have to wait to give. But you have to wait on others to receive. True? Khi chúng ta sống một đời sống đầy quyền năng, chúng ta không đặt câu hỏi, là chúng ta là câu trả lời cho những người. When we live the wonderful life and we live our life expressed to God and help others. Chúng ta sống một đời sống tuyệt vời là khi chúng ta là những người là cánh tay, là đôi chân, là người trả lời với những cái câu hỏi hay là những nan đề của những người đang cầu nguyện. We begin to look like Christ. Thì chúng ta sẽ trở nên giống Đấng Christ hơn. Today I'm going to have a simple altar call. Hôm nay tôi có lời kêu gọi. I'm going to ask the church if you will rise with me. Tôi xin hội thánh cùng đứng lên. I'm going to make two altar calls here, okay? The first, I want to those of you if you are visiting us for the very first time. Tôi có lời kêu gọi. Cái lời kêu gọi đầu tiên đó là những người lần đầu tiên đến với hội thánh. Or if you've been here for a while but you've never given God your heart and your life. Nếu các bạn đến đây nhưng chưa hề dâng đời sống của mình. If you've never invited Jesus into your heart. Chưa hề mời Chúa Giêsu vào trong lòng mình. And to lead you and guide you. Dẫn dắt và hướng dẫn bạn. I want to invite you, in order for you to experience the wonderful life and experience this first fruit, you need to first give your life to God. Tôi muốn các bạn kinh nghiệm được một đời sống, đó là đời sống tuyệt vời, bằng cách dâng cái sự đầu tiên của đời sống mình. God gave us the greatest uneven exchange. He gave his one and only son for our life. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta điều mà chúng ta không thể sánh được, đó là chính con Ngài. And it won't be comparable, but what we our response will be what God wants from us. Dẫu cái sự ban cho của Chúa quá lớn, nhưng mà Ngài muốn chúng ta đáp ứng với lời kêu gọi. And all these principles that we are talking about, particularly the principle of first, it cannot truly take place unless you give your life to Christ. Chúng ta học được cái bài học của sự đầu tiên, nhưng không nhận được cho tới khi chúng ta dâng cuộc đời mình cho Chúa. The wonderful life is super unleaded.
Cái đời sống tuyệt vời đó là đời sống giống như chiếc xe chạy với cái xăng nhớt có phẩm lượng cao. The former life is regular. Cái cuộc sống bình thường đó là giống như một chiếc xe chạy bằng cái loại xăng bình thường, rẻ tiền. God calls us to live the supernatural, super unleaded life. Đức Chúa Trời gọi chúng ta giống như những chiếc xe có phẩm lượng chạy những cái loại xăng phẩm lượng. So I want to invite you, if you've never received Jesus as your Lord and Savior, you want to make that decision this morning, you can come up here at the altar to my left, your right, and stand, and we will help you to invite Jesus into your life. Với những ai cần sự cứu rỗi và muốn tiếp nhận, xin qua và đứng ở phía bên trái của tôi. And the second call is for anyone in here. There's two things I want to invite you. You know, everyone needs prayer. So either you respond to this, or if you just need a general prayer, we can pray for you as well. But for this particular prayer, I want to ask that you would, if you sense that God wants you to give first a different way than what you've been doing, you can make that decision today. Tất cả, tôi tin rằng tất cả đều cần sự cầu nguyện, nhưng cái điều mà tôi kêu cầu ở đây đó, tôi kêu gọi đây, đó là những người có cái quyết định ở trong lòng về vấn đề dâng cái điều tốt nhất cho Chúa. Stay where you are, and if you just, you today you want to say, you know what, the rest of 2016 and 2017, I want to give my best to God, and that's your decision you want to make today. You just raise your hand and say, God, I lift up my life to you. Các bạn cứ ở tại chỗ mình. Và nếu các bạn muốn kết thúc 2016 và bắt đầu 2017 với những gì mà các bạn đã nghe, đó là dâng cái điều tốt nhất cho Chúa, thì hãy giơ tay lên. Just raise your hand in response to that message. Hãy giơ tay mình và đáp ứng với cái sự kêu gọi này. So to my left, if anyone who you want to give your life to Christ and you want to make a public declaration, you come on up here and join us. Bên trái của tôi cho những người cần sự cứu rỗi. And in a minute, I'm going to pray and close the service. And if anyone has any other needs, physical ailment or any specific prayer, you just come join us up here, and I and Pastor Sam will pray for you as well. Chúng ta sẽ cầu nguyện chấm dứt. Có những điều mà các bạn cần, chẳng hạn như là sự chữa lành, những cái nguyện kết trong đời sống của mình cần sự cầu nguyện, thì chúng tôi sẽ cầu nguyện. Mục sư Sam và các mục sư trẻ cũng sẽ lên. So what we're going to do here is I'm going to pray for us here for 2016 into 2017 that God will receive the first fruits of our life, and then I will dismiss you, and then I will, and then those of you who have any specific prayer you need to come and you just want to ask for a specific prayer, you can come on up and we'll pray for you as well. Tôi sẽ bắt đầu trong sự cầu nguyện cho cái sự kết thúc của 2016 và bắt đầu của 2017, dâng cái điều tốt nhất cho Chúa, rồi chúng ta sẽ cầu nguyện sau đó. Dear Father, we thank you and we love you. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con tạ ơn Chúa, chúng con yêu Ngài. Lord, we thank you, Lord, that you loved us first. Cảm ơn Chúa, Ngài yêu chúng con trước. Lord, we ask this morning, God, Lord, that you will let the words sink deep in our hearts. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin lời Ngài dầm thấm sâu vào trong lòng chúng con. That there are decisions in this room to give the first portion of their life. Để khiến lòng sanh sản ra những quyết định đặt Chúa trước trong đời sống. Whether it is intangible or tangible things. Hoặc là những điều chúng con có được, nắm giữ, cầm giữ được, hay là những gì chúng con không có có cảm nhận bằng. Lord, all that we have, we give to you. Lạy Chúa, những gì chúng con có, chúng con dâng lên cho Ngài. Lord, I pray in here, God, Lord, that we would come to love you, God, fall into that relationship deeper and deeper in love with you, God. Con cầu nguyện để tình yêu của chúng con đối lại với tình yêu của Ngài càng sâu đậm hơn. Lord, draw us by your great love, God, again and again. Lạy Chúa, xin cứ kéo chúng con đến gần Ngài với Lord, tình yêu của Chúa. That love for a son or a daughter, Lord, that love, God, Lord, that so willingly God gave, God, even before we responded, God. Tình yêu mà Chúa Ngài dành cho con trai con gái trước khi chúng con biết Ngài. Lord, as those in here, as they lift their hands, God, you know their hearts, God, Lord, you receive from them, God, I thank you. Tất cả những ai dâng những cái điều họ đáp ứng đối với cái sự kêu gọi này, xin Chúa Ngài. God, Lord, use it and multiply what they give. Dùng những gì mà họ dâng lên cho Ngài và nhân lên. And bless them here. Xin Chúa Ngài ban phước cho họ. Use them, God, beyond the four walls of this church. Xin Ngài dùng các con gái của Chúa đang đứng tại đây. Lord, may they be a blessing in their families, in their communities, and throughout the world.
vượt xa những bức tường của nhà thờ, đó là cộng đồng, trường học, nơi sở làm, nơi công sở và những người họ liên hệ. Lord, in the same way, God, Lord, bless wherever they are at. Xin Ngài chúc phước họ nơi nào họ đi. Lord, that wherever they step, God, Lord, your kingdom goes with them. Những bước chân của họ, xin Ngài cũng đưa vương quốc của Ngài đến ở trong bước chân của họ. We thank you. Con cảm ơn Chúa. In Jesus' name we pray. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. It was so good to worship with you today. Thật là tốt chúng ta thờ phượng Chúa ngày hôm nay. Don't forget at 1:45, for those of us who are going to the nursing home, we will meet in the connection room back here. Nhớ rằng những ai muốn đi thăm ở trong viện dưỡng lão thì 1:40-45 chúng ta sẽ gặp ở trong phòng. So eat, enjoy yourselves, talk to one another, and for those who are going, we'll see you there. Chúng ta có thể dự bữa ăn trưa. Những ai cần thì đi qua bên kia. If you need prayer for anything else, come on up and we want to serve you. We want to minister with you. Tất cả những ai cần sự cầu nguyện thì có thể tiến lên.